Ok, xin chào anh em đã trở lại với Thinh View và mình là Hân Khốc. Đây là chiếc iMac M1. Chiếc iMac này đã ra mắt được vào khoảng là khá là lâu rồi. Bắt đầu thì mình cũng không định đánh giá chi tiết ở đâu. Nhưng mà đợt này anh em xem video của Thinh View thì cũng đều thấy được rằng là bài test nào cũng có mặt của chiếc iMac M1 này mà đúng không? Lúc đầu thì mình cũng chỉ định mượn nó để mà đối chiếu với cả hai con MacBook mới thôi. Nhưng mà dùng lâu quá, thành ra là mình cũng đã sử dụng cái chiếc iMac này được vào khoảng là gần một tháng này cho công việc hàng ngày của mình rồi, hàng ngày. Và dùng sương quá nên là mình chia sẻ luôn với cả anh em những trải nghiệm của mình về chiếc iMac này nhá. Đối với mình ấy, iMac M1 nó là một cái món đồ rất là xa xỉ, gần như là xa xỉ nhất mà mình từng dùng ấy. Mình gọi nó là xa xỉ là bởi vì cái kiểu iMac M1 24 inch này ấy, nó có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Mình nghĩ rằng là cái điều đó đúng đối với hầu hết nhu cầu sử dụng của người dùng. Nhưng mà một khi mà anh em đã có nó ấy, đảm bảo rằng là các bạn sẽ có được rất là nhiều những trải nghiệm nó vô cùng đã. Miễn là các bạn sẵn sàng chi trả từ 35 triệu cho phiên bản thấp nhất hay là cái phiên bản cao cấp mà mình đang có ở đây, 16GB RAM và 512GB SSD, thì mức giá của nó là 47 triệu đồng tại cửa hàng ThinkPro. Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những điều mà mình thích cũng như là mình không thích trên chiếc iMac M1 này để xem rằng là các bạn có nên mua hay là không nhá. Cái điểm mà mình thích nhất ấy và cũng là cái điểm đắt tiền nhất trên chiếc iMac M1 này đó chính là cái màn hình. Một màn hình Retina 4.5K, rất đẹp, rất sắc nét, rất Apple. Mình thấy rất là nhiều anh em có thắc mắc rằng là không biết Apple có một công nghệ đặc biệt nào đó về màu sắc mà khiến cho mọi màn hình mà Apple làm ra ấy, nó đẹp như vậy. Nhưng mà thực ra Apple là một hãng chạy đua thông số cực kỳ gắt và ngay ở khoản màn hình này nó cũng là như vậy. 24 inch mà độ phân giải của nó lên đến 4.5K cơ mà. Anh em xem những cái sản phẩm màn hình trên thị trường hiện nay mà xem, 24 inch thì độ phân giải của nó đi kèm sẽ chỉ vào khoảng là Full HD mà thôi, hoặc là cùng lắm xịn lắm là 2K. Còn 27 inch trở lên thì nó sẽ vào khoảng là 4K. Nhưng mà đối với cả Apple ấy, 24 inch mà độ phân giải của nó đã lên đến là 4.5K rồi, gấp 4.5 lần, dã man. Rồi hay là màn hình XDR của nó 32 inch nhưng mà độ phân giải của nó lên là 6K cơ mà. Nói chung là thông số của nó hơn hẳn so với bất kỳ những sản phẩm nào đang có mặt trên thị trường này. Bảo sao mà nó không đẹp, nó đem lại một sự sắc nét tuyệt đối và nó khiến cho trải nghiệm tương tác nó rất là thích ấy. Còn về màu sắc thì chắc là mình cũng không cần phải khen quá là nhiều nữa. Đơn giản là nó đầy đủ, no mắt và rất là chính xác. So với cả MacBook Pro 14 và 16 inch mới thì nhìn kỹ rằng là vẫn thấy nó chưa đẹp bằng. Bởi vì MacBook mới nó sử dụng một cái màn hình mini LED nên là cái màu đen của nó sẽ sâu hơn và nó tương phản nó cũng tốt hơn một chút. Nhưng mà nói thật rằng là nó không quá đáng kể đâu. Nó vẫn rất là xuất sắc và tính riêng cái màn hình này thôi thì mình nghĩ rằng nó cũng vào khoảng là 15 cho đến 20 triệu đồng rồi cũng nên ấy. Bằng nửa giá tiền rồi. Rồi, màn hình đẹp và loa ngon nữa thì đúng thật là quá là chuẩn bài để mà thưởng thức những bộ phim rồi mà đúng không? Loa ở trên iMac khó mà chê được điều gì. Tất nhiên rằng là nó vẫn chưa được bằng loa rồi, nhưng mà nó dàn lọc âm thanh vòm rất là tốt này, âm chi tiết rõ ràng, nói chung là đã. Chiếc iMac của mình là phiên bản màu xanh, viền dưới mặt trước là màu xanh nhạt và mặt sau nó sẽ đậm hơn. Và không thể thiếu đó chính là quả logo quả táo đại bự. Phía bên dưới là cổng nguồn này, nó luồn qua cái khe và hút nam châm vào cực kỳ mạnh. Nếu mà kết nối như vậy thì mình hoàn toàn có thể cầm cái dây nguồn và lôi cái chiếc iMac đi như này. Đấy, anh em thấy không? Lôi đi rất là dễ dàng. Cái lý do của việc này đó chính là cái lực nam châm nó hút mạnh là một. Và cái thứ hai nữa đó chính là cái chân đế của chiếc iMac này nó rất là nhẹ và nó sẽ rất là khó để mà bám bàn. Cầm dây nguồn lôi phát đi là xong. Đấy, nên mình cũng đang hơi e ngại rằng cái việc là khi mà để dây lằng nhằng ấy, chẳng may đi qua vấp đi một phát là cả cái chiếc iMac này nó cũng sẽ nghiêng ra phía sau, hơi bị rém một chút đấy. Ở đây thì nó cũng không phải là như kiểu MagSafe mà kiểu như là nghiêng một góc nhẹ là nó sẽ bay ra đâu, mà đơn giản là nó chỉ là một cái lực nam châm nó cực kỳ mạnh và nó hút cực kỳ chặt mà thôi. Và khi mà mình rút ra thì mình sẽ phải là một tay giữ cái chiếc iMac và một tay cầm cái dây giật ra thì nó mới bay ra được. Nên là đây cũng là một cái điểm mà các bạn nên lưu ý nhé. Dù sao thì mình thấy rằng là cách kết nối này nó rất là thông minh và nó rất là tinh tế. Và ở đây thì mình đang có phiên bản cao cấp hơn nên là cái cục sạc của nó sẽ tích hợp luôn cổng mạng LAN này, thiết kế rất là thông minh. Còn kết nối phía sau iMac thì chúng ta sẽ có 4 cổng Type-C, cho nó thì chúng ta sẽ có 2 cổng Thunderbolt 4. Còn nếu mà anh em đi mua bản Base thì anh em sẽ chỉ có là 2 cổng C là Thunderbolt 4 thôi. Khi mà anh em đi mua iMac thì anh em sẽ không chỉ mua vì mỗi cái màn hình này mà nó sẽ đi kèm với một loạt những phụ kiện luôn. Mà phụ kiện lại xịn nha, không phải là như bàn phím và chuột của máy tính All-in-One đâu. Bàn phím Magic Keyboard này, cái tông màu của nó cũng đồng bộ luôn này. Năm nay thì các bàn phím Magic Keyboard nó tích hợp luôn cảm biến vân tay. Kết nối Bluetooth này nó sẽ hơi delay một chút so với cả Touch ID vật lý, nhưng mình thấy rằng là nó cũng không ảnh hưởng gì cả đến trải nghiệm sử dụng đơn thuần. Cảm giác gõ thì mình rất là thích rồi. Chuột Magic Mouse và có cả Magic Trackpad luôn, nó cũng được đồng bộ tông màu. Cả một combo setup tối giản, đẹp mê ly luôn. Anh em mà thích thì có thể là mua thêm cái kệ màn hình đặt iMac lên ấy và để đồ dưới cho nó gọn. Mình thấy cũng rất là nhiều anh em hỏi về cái kệ màn hình này nên là mình sẽ để link phía bên dưới để cho anh em tham khảo nhé.
Còn về hiệu năng thì nó không khác biệt gì so với cả MacBook Pro 13 inch cả, bởi nó cũng được trang bị con chip là Apple M1 nên là mình sẽ không nhắc lại quá nhiều nữa. Một con chip lý tưởng cho designer, videographer hay là photographer. Máy cũng không bị quá nóng hay là quá gió, nó cũng cảm giác như là nó chẳng bao giờ quay vậy. Nói chung là nó rất rất yên tĩnh. Về cơ bản thì mọi thứ trên chiếc iMac M1 này nó đều có được những trải nghiệm là rất là thích. Chỉ có duy nhất một điều mà khiến cho mình cảm thấy không thích, à không, nó chỉ khiến cho mình cảm thấy hơi lăn tăn một chút thôi, đó chính là cái màn hình có kích thước chỉ là 24 inch này. 24 inch thì mình thấy rằng là nó chỉ phù hợp dành cho những người làm việc văn phòng thôi. Chứ còn đối với cả những công việc đòi hỏi multitasking nhiều này, hay là những công việc đặc thù một chút của những anh em làm về multimedia thì thường 27 inch, thậm chí là 32 inch trở lên, thậm chí là hai cái màn hình rời nó mới thoải mái được. Mà nếu mà đã làm việc văn phòng thì mua luôn MacBook đi cho rồi, mang đi mang lại tiện lợi hơn, tính di động cao hơn rất là nhiều mà đúng không? Còn nếu như mà anh em muốn mở rộng không gian hiển thị thì chỉ cần mua thêm một cái màn hình rời nữa là xong, cần gì phải mua cả một chiếc iMac này cho nó chi phí nó độn thêm ra. Nói chung thì mình thấy rằng là cái chiếc iMac 24 inch này nó cứ bị nhờ so với cả những chiếc MacBook vậy, không thực sự là quá tách bạch. Trừ khi Apple ra mắt thêm một chiếc iMac nữa kích thước là 27 inch này, rồi cấu hình của nó cũng mạnh hơn, ví dụ như cỡ vào khoảng là M1 Pro hay là M1 Max dành cho những nhu cầu nó chuyên nghiệp hơn hẳn ấy, một cái phân khúc nó khác hoàn toàn ấy, một cái nhu cầu sử dụng nó khác hoàn toàn so với cả những chiếc MacBook ấy, thì mình mới thấy rằng là cái chiếc iMac đó nó mới thực sự là đáng cân nhắc. Ví dụ như là anh em ThinkView Editor ấy toàn dùng iMac 27 inch cả thôi. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu như bạn đã có MacBook rồi ấy, thì mình thấy rằng là thế là đủ. Còn bạn lại còn đi mua thêm iMac M1 nữa, đơn giản là bởi vì các bạn thích thiết kế của nó, bạn thích Apple này, thì đúng thật rằng là đó là một sự lựa chọn rất là xa xỉ mà chỉ có những người có kinh phí mới có thể có được những trải nghiệm kiểu như vậy. Tất nhiên rằng là đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Sẽ còn rất là nhiều những nhu cầu khác nữa mà các bạn nghĩ rằng là nó đáng mua. Ví dụ như các bạn mua cho bố mẹ này, hay là mua cho con cái ở nhà để mà học online này, hoặc là các bạn thích cái màn hình 24 inch 4.5K này, bởi vì trên thị trường này thì cũng không có một cái tấm nền nào có chất lượng hiển thị tương đương mà rẻ cả. Còn đối với cá nhân mình ấy, thì combo MacBook cộng màn hình rời thì cái nhu cầu sử dụng nó sẽ đa dạng hơn và cái chi phí của nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về chiếc iMac M1 này? Công nhận là sử dụng nó rất là phê. Tuy nhiên thì xét về kinh phí thì nó sẽ phải tối ưu đi một chút. Các bạn có mua nó hay là không? Hãy cùng chia sẻ những cái trải nghiệm của bạn phía bên dưới nhá. Ok, hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.